dòng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo, sạch sẽ, không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sét ái tình á, em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén mới được. Dạ, phải chén. Tại em thấy mà ổng thấy ghét quá mà ổng cứ đòi đứng, ổng đòi hung em mà trước cửa lớp nữa. Người ta ra vô tùm lum hết trơn. Em nói ông dám không? Ông giáo viên mà ông dám không? Em tưởng không dám, ai về ông làm thiệt ông chạy mất tiêu luôn. Vài giây thôi. Em còn đang đứng ngỡ ngàng không biết chuyện gì luôn mà. Rồi nãy nghe nè. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son hạnh nhận được sự đồng hành từ công ty Tất Nhiễu Hoàng Sơn Semester Việt Nam. Sơn Semester, sắc màu cuộc sống. Và chân thành cảm ơn thương hiệu gạo hạt Ngọc Trời thuộc tập đoàn Lộc Trời đã đồng hành cùng với chương trình. Gạo hạt Ngọc Trời là gạo an toàn, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đem đến bữa cơm thơm ngon cho mọi gia đình. Hạt Ngọc Trời, gạo chuẩn cơm ngon. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt Ngọc Trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt Ngọc Trời gạo chuẩn cơm ngon. Hạt Ngọc Trời, gạo chuẩn cơm ngon. Còn ấn tượng của em là đầu tiên là ông bước vô lớp, em nói sao ông này ông giáo viên mà ông trẻ quá. Rồi trong khi dạy á, dạy thì lo dạy đi, lo nhìn em cứ tia em không à. Rồi bắt em trả lời hoài, đúng sai gì cũng kiếm chuyện để đánh em. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thuận và chị Hồng Vân xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, nhìn như là một cặp ca sĩ bước ra sân khấu vậy đó. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Giang Đức, 32 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên tiếng Anh, đến từ Bình Dương. Dạ, xin chào hai anh chị, chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phương Thảo, em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và thiết kế về lĩnh vực thời trang ạ. Rồi anh đoán nha, trước đây là Thảo rất là dở tiếng Anh. Dạ đúng. Thế là tìm đến trung tâm của anh Đức. Và thầy Đức đang đứng giảng dạy và tia xuống, thấy con bé đẹp quá, thế là cua em, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trời hay quá. Hay quá dần rồi. Trời ơi, lần đầu tiên trong lịch sử vợ chồng son Quốc Tường nó đáng đúng anh đúng từng cm. Rồi bây giờ mời hai em tường thuật lại cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là em là giáo viên tiếng Anh, vì thế là vợ em cũng đến học. Trời ơi, vợ em hả, vừa đi vừa cầm cái hộp sữa cô gái Hà Lan mà nút. Trời ơi, em ngồi trong phòng giáo viên em nhìn ra, trời ơi, một vẻ đẹp ngất ngây trời mây, trắng lắm anh, làn da trắng bóc luôn mà nhìn rất chi là tiểu thư luôn. Lúc đó em có nghĩ là cô này sẽ là học ở trong lớp của mình không? Không biết, chắc là em sẽ dạy hay không. Thoáng qua thấy đẹp quá thôi. Dạ đúng rồi, phải tia trước chứ. Vô lớp mà thấy cổ thì lúc đó em sao? Rất là hồi hộp, bởi vì không biết làm cách nào mà tạo ấn tượng với cô ấy đây. Dĩ nhiên là em giỏi tiếng Anh rồi, em chỉ được cái nhiêu đó thôi đó. Nhan sắc là không có luôn, mà thủ đoạn là vô vi. Nên em tìm mọi cách lân la kiếm được số điện thoại của cổ. Bởi vì có cái danh sách tên của học của viên đó, đầu về nhắn tin nhắn đồ. Nghĩa là trong ngày hôm đó là có số điện thoại luôn. Dạ đúng rồi, chứ không thôi được thằng khách lượm lên. Ấn tượng của bạn chồng với bạn vợ là một phát ăn ngay đó. Có nghĩa đó là bạn ấy say đắm và bạn tìm mọi cách bạn chinh phục. Rồi còn Thảo thì sao? Còn ấn tượng của em là đầu tiên là ông bước vô lớp, em nói sao ông này ông giáo viên mà ông trẻ quá. Rồi trong khi dạy á, dạy thì lo dạy đi, lo nhìn em không, cứ tia em không à. Rồi bắt em trả lời hoài, đúng sai gì cũng kiếm chuyện để đánh em. Rồi lên lúc đầu là ấn tượng của em cực kỳ ghét ông này luôn. Trong khi em trả lời cũng đúng mà. Đúng, ông cũng đánh, sai ông cũng đánh. Tại vì em mắc tội. Dạ. Tội đẹp. Dạ, chính xác anh. Sau cái hôm đó về á, khi mà bắt đầu ảnh dở những cái chiến thuật, chiến lược để mà tiếp cận em á, cái đầu tiên của cái chiến thuật đó là cái gì? Dạ, chiến lược của ổng đó là giả vờ nhắn tin nhầm số. Ghê chưa? Nhầm số gì mà hai ba lần vẫn còn nhầm. Xong rồi ngày nào cũng nhắn tin điện thoại cho em. Nhưng mà nhắn cái gì, nhắn cái gì mà xong dạ, mà xin lỗi cũng là cái số. Kiểu nhắn tin nhầm số rồi hỏi làm quen rồi em là ai. Em chán luôn, em chán không muốn trả lời luôn. Tới lúc mà gọi điện dữ quá em mới nghe máy. Em có biết cái bạn mà nhầm số là bạn bạn thầy không? Dạ em chưa biết, tại vì biết chưa luôn. Chưa biết gì đúng dạ, chưa biết. Tới 2-3 tuần sau mới nhận là tên là Đức, giáo viên ở cái trung tâm em đang học á. Khi em phát hiện ra đây là ông thầy Đức thì lúc đó như thế nào? Em thấy sao cái ông này ông kỳ ghê, ông lên lớp ông ghét em lắm mà. Ông cứ kiếm chuyện để ông đánh em mà sao ông nhắn tin em làm gì, cũng thấy cũng ngộ. Đánh em? Dạ. Là sao? Là đánh cưng, giờ đánh là cưng. Là chị đánh như vậy nè. Vỗ vai vậy nè mà đau lắm. Ông thầy này ghê thiệt á, tức là ông dùng thủ đoạn tiếp cận là da thịt đụng da thịt bằng cách là đánh trò.
mà đánh giày nè, có nổi điên không? Đánh cái này giống như đánh vuốt á em, đánh vuốt nè. Xem dở vậy hả? Có một cái chữ đó là em đúng không? Thầy ơi là thầy. Em có suy nghĩ rằng là ổng cua mình không? Lúc sau là em nghĩ rồi đó, tại vì ổng cứ nhắn tin kiểu tán tỉnh ve vãn á, gọi điện cho em tới khi tới 2-3 giờ sáng vẫn còn nói chuyện, mà cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt toàn là cái gì đâu trên trời không à. Không có liên quan tới chuyện học hết á. Thường ông nào mới cua cũng nói vậy chứ. Dạ. Đủ thứ chuyện để nói chứ. Mà sau bao lâu á thì em bắt đầu có cảm tình với thầy? Dạ chắc cũng hơn một tháng. À, tại vì mới cũng lâu dữ á. Dạ. Hơn một tháng lận á. Ông mới nhắn tin cho em có 2-3 tuần là ông lúc đó lộ mặt rồi, là ông đã kêu hỏi em làm bạn gái ông rồi mà. Mà em đâu có chịu. Ông cũng nhây tới cùng, ông cứ hỏi hỏi hoài á, rồi em thấy chán rồi ừ đại coi sao. Dạ, tại thấy ông cũng được, cũng quan tâm em dữ lắm. Mà đâu phải dễ làm bạn gái đâu chị. Đâu cái gian nan khó khăn của em nan lắm chứ đâu phải đơn giản. Nhà cũ là ở nhà lầu mà nó cao 3 tầng. Em đi dạy về thì 9:30 em mới về tới. Em lưng la em tìm được nhà cũ. Sau đó em gọi điện, em chưa bao giờ vô nhà cũ cả. Tiểu thư không? Dòng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Dạ. Nên là rất là cưng luôn. Bởi vậy là cô trắng bốc, rất là tiểu thư. Dạ. Như vậy nước giải khát của cô là bằng sữa đó. Như vậy là cái hoàn cảnh của thầy là chuột sa hũ sữa. Dạ chính xác. Bố mẹ cũng khó, mà lúc đó cũng trễ rồi nên em không dám vô nhà được. Bắt đầu cổ đứng trên cái sân thượng á, cổ nghe điện thoại. Mà hai đứa cách nhau có mấy chục mét à. Nói là vợ á, một là yêu anh nha, không là anh xông thẳng vô nhà. Trời. Dạ đúng rồi, mà khuya rồi mà nên cổ sợ cũng phải đồng ý thôi. Sao thầy dạ. Có nhiều kinh nghiệm quá vậy? Thực ra thì anh biết không, em xấu nhưng em rất là có duyên. Em xấu nhưng mà kết cấu em không? Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người để ý. Cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo sạch sẽ. Không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sét ái tình á. Em kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén mới được. Dạ phải chén. Chén được bờ môi là vài tháng. Sau vài tháng thì cô thách em là giờ có dám hôn môi cổ không? Trời ơi nó sung sướng anh ơi. Mà cái lúc đó lạ đâu? Trên trường luôn mới ghê chứ. Trong lớp hay là trên trường? Ngay cái cầu thang thôi, cô chưa bước vô lớp. Dạ, cô kêu em ra là cô đưa cái bánh cho em ăn để em ăn giống như kiểu ăn tối. Cô cho em một cái bánh. Thì em mới hôn cổ ngay chưa được vô lớp nữa. Trên cầu thang? Dạ, ngay cầu thang là dứt luôn. Dứt lẹ không thôi người ta nhìn thấy chứ. Nhanh lắm, mà... chứ không là bị ăn tát của em rồi đó. Dạ, đúng chạy rồi. Mất tiêu luôn mà. Dạ, đúng rồi. Coi như là hung xong là chạy. Dạ, chạy mất tiêu luôn. Chưa kịp bạn hơn chị hết á. Nhưng mà hỏi này tại sao em lại thách? Tại em thấy mà ổng thấy ghét quá, mà ổng cứ đòi đứng ổng đòi hung em mà trước cửa lớp nữa. Người ta ra vô tùm lum hết trơn. Em nói ông dám không, ông giáo viên mà ông dám không? Em tưởng không dám ai vậy, ông làm thiệt cũng chạy mất tiêu luôn. Vài giây thôi. Em còn đang đứng ngỡ ngàng không biết chuyện gì luôn mà. Là đã nghe nè. Dạ. Trong cái thời gian mà quen nhau á, em có ghen tuông gì không? Em ghen, ổng cũng ghen, hai đứa đều ghen dữ lắm. Ổng có mê gái không? Cực kỳ luôn anh. Cái tật mê gái là kinh khủng khiếp từ lúc mà vậy quen mà em tới bây giờ luôn. Mình em ra đó. Cái miệng vậy thôi chứ ra đường nha, lúc mà quen em á, chở em ngồi sau lưng, người ta đi ngang qua nhìn rồi chạy khuất xa rồi còn quái cái đầu lại nhìn nữa chứ. Em tát cho một phát vậy mà vẫn không sợ. Còn trai đẹp có nhìn không? Trai đẹp thì không bao giờ. Không thèm nhìn dạ. Trai với lại là chuyên đi like Facebook với lại comment dạo nhưng mà gái xinh đó chị. Nghĩa gái xinh vậy là kết luận là mê gái rồi chứ không phải là mê cái đẹp. Cái đẹp là khi nào đàn ông đẹp cũng phải nhìn cơ. Bao lâu thì em mới cầu hôn Thảo? 5 năm. Sau 5 năm thì em phải lựa một cái chỗ nào phải cao nhất để em cầu hôn. Chọn một cái tòa nhà cao nhất ở Bình Dương, đó là một cái khách sạn 5 sao. Vào một cái ngày đẹp trời, mưa nhẹ rải rác. Dạ. Mưa nhẹ rải rác. Một cái ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ và cũng có em luôn. 8 tháng 3. Dạ, mùng 8 tháng 3. Ở trên sân thượng rất cao, gió lồng lộng và nhạc du dương nữa. Em biểu là chút xíu và em cầu hôn á, là bật cho em cái bài hát là Làm Vợ Anh Nhé. Sau đó rút nhận ra cầu hôn cổ. Lúc đó là cái kiểu như là tim muốn rớt ra ngoài luôn á chị. Tại mình không có nghĩ là sẽ cầu hôn ngay lúc đó luôn. Mà cầm cái nhẫn rồi em còn chưa tin là sự thật nữa mà. Cứ tưởng là mơ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi sau đó là quyết định cưới đúng không? Dạ. Chuyển qua cái hôn nhân đi. Hôn nhân gia đình đi. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau được 4 năm. 9 năm bên cạnh nhau đúng không? Dạ. Nếu vậy thì lúc mà về thì sao? Thấy thật xấu với nhau không? Hay là đã lộ từ trước khi về rồi? Thực ra thì vợ em nâng như nâng trứng á. Bởi vì em muốn vợ em luôn luôn phải xinh đẹp. Đẹp mọi lúc mọi nơi, ở nhà cũng phải đẹp. Nên là em cố gắng là làm mọi thứ có thể. Nếu mà trong khả năng của mình thì em giúp vợ hết. Bây giờ này
chuẩn bị kể cái việc mà tật xấu của nhau thì ba ông phủ đầu. Sao mà bé vợ dám nói cái tật xấu của ông được? Em thôi, cứ nói đi em. Bây giờ Thảo hãy khui Thảo cái tật xấu của ông thầy này ra. Để cho ông tốt hẳn luôn. Bây giờ là ông tốt 90% phải không? Bữa nay khui luôn xong để ông tốt 100%. Bên ngoài thì mình cứ tưởng là tốt dữ lắm. Nhưng mà ở chung rồi người ta nói là ở chung chăn mới biết chăn có rận á. Rận nhiều không? Vỡ mộng, rận bạc ngàn luôn. Dạ, tật xấu thì đàn ông mà có tật xấu gì là ông có hết. Ông chỉ có không rượu chè cờ bạc thôi. Ví dụ nhất là dạ cái vấn đề mà ở dơ á. Em nói ông này là ông trùm ở dơ luôn. Trùm nhìn ở bên, dơ luôn. Bên ngoài thì nhìn sạch sẽ bảnh tỏn vậy á, nhưng mà ở dơ không ai ở dơ bằng. Đồ mặc xong mà đem giấu cất hết, khẩu trang đồ, đến khi nào mà nó chất thành núi, hết đồ xài mới đem ra cho em giặt. Mà mỗi lần vậy là em giặt muốn ngất xỉu luôn, quá nhiều. Mà lý do gì thầy giấu? Dạ tại vì mắc mớ gì giấu thầy? Tại vì em cũng thấy tội, bởi vì cứ giặt lắc nhắc mà bà cứ lục đà lục đục suốt ngày, trời ơi. Giặt tay hay giặt máy? Dạ giặt tay, ba sợ hư đồ. Bàn tay vợ em là xưa giờ là bố mẹ là không cho làm một cái thứ gì hết. Năm cô đến 20 tuổi cũng không đụng một cái thứ gì hết. Em bàn tay nó mềm xíu à. Mà giặt đồ thì em cũng sợ thương vợ, tổn hại nhan sắc một chút xíu. Dạ, em thấy em thương bằng lời nói thôi chứ không thấy hành động hết trơn. Rồi, ở dơ nè, hay giấu đồ nè. Dạ. Vui tiếp đi em. Trong cái chuyện ở dơ còn cái ở dơ hơn nữa. Ngủ, giật mình thức giấc, móc cứt mũi. Em nói ông này ông ngộ trời, ông móc cứt mũi rồi ông bắn đùng đùng lên trời vậy á. Rồi em tưởng đâu là thức rồi, nhắm mắt ngủ tiếp. Cái ở dơ kinh khủng khiếp nữa là ông có cái tật là hay xì hơi. Người ta nói là trời đánh còn tránh bữa ăn, mà em đang ăn ngon lành ông ngộ ông xì hơi làm em mất ăn luôn, ăn đâu còn thấy ngon nữa. Những người gì là khỏe lắm á nha. Dạ. Chứ còn nhiều khi không xì hơi người ta còn phải đi bác sĩ để mà ấn huyệt đặng cho xì hơi nữa đó. Gọi là xì đam mê luôn á. Cố tình là cố tình vậy là cố tình là em. Cố tình là làm cho nó to ra để chọc em mà. Ông có thể ém được nhưng mà ông không thích. Mỗi lần mà ông xì trước mặt em là ông vui kinh khủng, còn hơn là trúng số luôn á. Tại vì nè, cái cảm giác á, nhìn thấy bạn đời của mình á, cái mặt mà nó đau khổ á, tự nhiên vui lắm. Chính xác, vợ em là chúa sạch sẽ. Mà bà cứ nghe một cái gì đó, cái tiếng xịt cái bà làm ghê gớm lắm. Bà làm giống như thế giới sụp đổ vậy. Đúng không? Rồi em khoái nha, em ghét nha, em càng ghét. Em cố tình ví dụ không ra em cũng nín cho nó ra, kiểu vậy. Kinh khủng khiếp. Tật xấu gì nữa nè? Dạ, thêm một cái tật xấu nữa là hay cằn nhằn. Mỗi lần mà ăn cơm á thì món nào ngon ông mới ăn, còn món nào dở là bữa đó là thế nào cũng có chuyện ông bỏ ăn. Rồi ông nói thôi ăn đại cho qua bữa, rồi canh thì ông nói húp đại miếng hồ cho xong cho rồi. Khổ như kế la thì cũng không la, nhưng tự tôi ăn cho xong qua ngày đoàn tháng xong dạ. Qua ngày đoàn dạ. tháng dạ. chứ bây giờ quân... thực không ăn thì đâu có sức mà đi làm. Dạ thương đó, quá. Rồi bây giờ ăn cô vợ thì nghe khó khăn. Tổn thương dạ. có bây giờ tổn thương không? Dạ tổn thương lắm chứ. Rồi có thay đổi món lúc đó không? Dạ không, em kệ, không ăn, ăn thôi chứ tại em nấu cực khổ mà. Em nấu chăng là may rồi chứ. Đó, tại vì em còn công việc của em nữa mà, em còn chăm con nữa. Đúng rồi. Với lại ổng khôn lắm. Đồ nào mà buổi trưa ăn còn dư á, là buổi tối ổng không bao giờ ổng ăn. Ổng để cho em ăn cái đồ cũ, còn ổng không ăn đồ mới thôi. Ổng ăn trên đầu em không à? Trời ơi. Ăn trên đầu đâu. Thực rồi. Ra vợ em là nấu ăn cực kỳ ngon. Dạ nhưng mà ví dụ như có ngày nào mà hết đồ trong tủ lạnh mà không có có mua kịp thì ăn cái kiểu như ăn những cái món đơn giản á. Thì cũng em hay chọc là thôi gắn ăn cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà thực ra em cũng dứt mấy chén chứ dễ gì mà em tha nổi. Giả bộ nó đẻo vậy thôi chứ. Mà vẫn ăn chơi đúng không? Dạ. Trong tất cả những tật xấu này thì em mong muốn anh thay đổi cái gì? Chắc là cái tật hay cằn nhằn á. Tại vì ổng hay nhằn em dữ lắm. Ví dụ như khuya em cho con uống sữa, nó khóc ông cũng nhằn, ông không ngủ được ông cũng nhằn. Em dậy sớm em rửa chén ông cũng nhằn. Mấy cái suốt ngày lục đà lục đục ông ngủ không được. Em làm nhiều cũng nhằn, em quét nhà nhiều cũng nhằn. Ông nói sao nhà giờ tối ngày quét hoài à. Ông khó chịu lắm. Nhưng mà không bao giờ ông phụ em đâu. Khi nào mà em nổi cáu lên á, em sai 2-3 lần á, mới phụ em đứng xíu. Mà làm cho có qua loa qua quýt thôi, chứ không phải là làm kiểu nhiệt tình. Làm cho qua ngày đoạn tháng đó. Dạ, qua ngày thôi. Rồi bây giờ tới thầy đó, thầy phán pháo là đi. Là gỗ có bị bệnh, giống như cái bị bệnh sạch sẽ quá đó. Ví dụ như trong phòng sạch sẽ, sạch tưng à. Đi mà nhiều khi là muốn trượt té được luôn, là nó quá sạch kinh khích luôn á. Trưa 12 giờ hoặc là đứng bóng 1 giờ không chịu ngủ đâu. Rồi lôi mấy cái giấy khăn ướt ra, lấy cái chai mà xách cuộn tay đó. Chà, trời, mà chà từng ô gạch luôn, trời, đâu mà kinh khủng khiếp. Nhiều khi 9-10 giờ đêm mà ngồi bà cũng lao vậy đó. Ai chịu nổi, vì em cứ muốn là nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng cứ lục đà, lục đục. Cô ngồi im, cô chịu không nổi. Cô phải nghĩ cái này, nghĩ cái kia, cô làm, cô bóc mới ra cô làm. Cô xếp đồ, xếp đạt. Nhiều khi trong tủ nó gọn gàng, nắp vậy, cô cũng mới ra cô xếp. Rồi, tiếp tục. Cái tật xấu cũng mắc cười nữa, ngày nào cũng nghĩ, trời ơi, sao mình không trúng số trời. Mà có mua vé số không? Có bao giờ mua vé số đâu.
gì hả? Đó mới là vấn đề. À, ngày nào không đi đâu? Dạ, cho con trúng số. Hả? Này trời lại phải mời tám phương chín hướng cho con trúng số mà có đời nào vui vé số đâu. Dạ, dạ, dạ. Ở nhà đó là giữa con với chồng thì là cổ chăm bạn nào nhiều? Cô dành thời gian quá nhiều cho con. Em chỉ mong đợi là phải cố gắng chăm sóc, dành thời gian chăm sóc bản thân đi. Thì con rồi nó cũng sẽ lớn thôi. Không lớn thời điểm này thì dần dần nó cũng tự lớn theo thời gian thôi. Không cần phải chăm sóc dữ lắm đâu. À, để cho nó lanh lê bò lết vậy, nhiều khi mà nó cũng khỏe hơn, nhiều sức đề kháng hơn. Cứ lặt lục đà lục đục chăm con thôi. Em thấy là rất là bé tội. Là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mới có 11 tháng. Rồi em có chạnh lòng khi mà chăm con quá rồi bỏ em qua bên vệ đường không? Có chưa? Dạ. Giống thương, như em là cám mà để đó mà heo không được ăn đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời, sao không có thể giải thoát được chuyện này đi ta? À. Tại vì ổng đi dạy từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối ông mới về. Mà ông về ổng đâu quan tâm gì tới em đâu. Ổng cứ nằm ổng bấm điện thoại suốt. Em nói là chuyên comment với lại like dạo mà. Lên là có ai đẹp là like với comment thôi, đâu có quan tâm điếp xỉa gì em. Đó thấy chưa? Em phải lo cho con thôi. Đó thấy chưa? Có lý do nha. Khúc mắc là chỗ này nè. Bây giờ muốn heo mà muốn ăn cám á thì làm ơn đi, phải đi tìm cái bể cám đó. Rồi phải hít phải hửi coi cám có thơm hay không. Đúng này, rồi. Nọ như thế nào rồi mới được ăn chứ. Chính như vậy mà giờ cám trở thành cô gái lau gạch. Rồi em có mong muốn thay đổi gì không? Hy vọng là giờ em cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân với lại chăm sóc chồng hơn. Chứ để dành cho cái thằng nhỏ nó chiếm hết sao làm ăn gì được. Đúng rồi, nó chiếm hết. Tỷ lệ làm ăn bây giờ là tính theo tuần hay theo tháng? Hiện tại bây giờ thì bé nó cũng lớn rồi. Dạ nên là cũng theo tuần á. Dạ. Theo tuần là em còn hạnh phúc. Dạ. Có những người đàn ông á là còn phải tính theo tháng, thậm chí là theo quý nữa. Quý luôn á. Nói chung là tuần là được rồi. Dạ. Với cái 11 tháng như vậy là chu kỳ theo tuần là ok rồi. Dạ. Để cho con nó cứng cáp chút xíu nữa rồi mới đi học. Dạ. Nhất cũng là cải thiện được rồi đó. Dạ cũng cải thiện rồi được rồi mà. Mà mới có em bé nó bỡ ngỡ nên nhiều khi là nó bị áp lực kinh khủng khiếp. Kiểu giống làm thế nào mà giải thoát được đi trời. Đôi vợ chồng quá đẹp đôi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Cảm ơn anh chị. Thôi bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son. Dễ thương quá. Mời hai người mẫu của chúng ta giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thành Phước, năm nay 28 tuổi, làm về công nghệ thông tin. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Yến, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai bạn là quen nhau như thế nào và tình yêu của hai bạn bắt đầu từ đâu? Dạ, thì quen nhau thì vợ em là người chủ động làm quen ạ. Cái hôm mà em được vợ làm quen là em đi với mấy người bạn đến cái nơi mà vợ em đang diễn văn nghệ đó. Thì vợ em không biết sao mà chủ động xin số điện thoại và làm quen em luôn. Vậy hả? Lý do gì vậy? Không phải là do ảnh dễ thương quá, ảnh xoái ca quá cho nên là muốn xin số làm quen đúng không? Dạ, lúc đó là em nghĩ như vậy đó. Dạ, tại vì lúc đó là cả mọi người đều theo cái trào lưu hip hop. Thì chỉ có duy nhất chồng em trong một đám bạn thì mặc đồ rất là bình thường. Dạ, cho nên là đối với em là cái bình thường đó là đặc biệt. Mà đặc biệt là ảnh không có thèm giòn em, cũng không thèm nói chuyện với em luôn. Đối với em này là anh này chắc lạ dữ lắm nè. Ủa, bữa lúc đó em gặp vợ em không thấy vợ em đẹp hay sao mà em không giòn vậy? Dạ, vợ em lúc đó xinh lắm chứ, xinh nhất trong cái những người con gái em gặp luôn. Có điều là tại vì lúc đó em nhìn thấy ghê lắm. Bởi vì không dám nhìn luôn, sợ nhìn mê cái không có gì để mà... Tức là em tự cảm thấy mình thấy ghê á. Dạ. Em có nhìn thấy đúng không? Dạ. Nhìn thấy đẹp quá cho nên thôi. Rủi nhìn thấy. Lén lén nhìn. Nhưng mà chính vì cái điều đó mà lại tạo nên cái sự ấn tượng trong cô này. Dạ đúng rồi. Là sau khi xin số điện thoại rồi như thế nào? Dạ lúc đó thì em giả bộ em nói là sắp tới thì có một cái buổi offline. Em hy vọng là anh tới dự cho vui. Thế lúc đó em mới nhắn tin. Thì mỗi ngày em nhắn một tin nhắn hỏi anh là anh dậy chưa, ăn chưa. Thì một tuần sau thì em thấy anh nhắn cho em cái tin là Yến à, từ đây về sau mà em có muốn gì thì cứ việc nói với anh. Trời, bắt bài luôn. Em biết rồi, lúc đó là em biết là anh này thích mình rồi. Em, cái lúc mà em thấy bạn này bạn cứ nhắn tin cho em để xin số điện thoại em vậy á, thì lúc đó em suy nghĩ gì trong đầu? Em nghĩ là chắc đang giỡn với em đây, đang chọc em chơi. Tức là đang chơi trò Tom and Jerry đó phải không?
Trời ơi, vậy mà em không tưởng tượng đó là thiệt luôn hả? Rồi khi mà em nói cái câu là từ sau em muốn cái gì thì cứ nói thẳng với anh là trong đầu em nghĩ cái gì? Lúc đó là em bị mê rồi. Ừ, thì ý của em là muốn nói là nếu có thích anh thì nói thẳng ra luôn hả? Dạ không, ý em là em đã mê cô ấy rồi, bây giờ cô ấy muốn làm điều gì em sẵn sàng em làm đó. Giúp hết. Dạ. Ủa lúc đó là khoảng năm nào? Lúc đó là em mới 19 tuổi. Dạ còn em 17 ạ. Ôi vậy đó hả? Dạ em học lớp 10. Ngộ quá ha, tức là em gặp anh này là em thích liền. Dạ. Mà anh này cái sắc của ảnh so với những nhóm bạn á thì cái sắc của ảnh có hơn tất cả mọi người không? Dạ không, anh xấu. Đúng rồi. Dạ. Xấu. Mà tại sao em lại đắm đuối như vậy ta? Dạ. Thì người ta cái gu người ta là cái gu dạ, xấu. Tại vì ảnh ăn mặc rất là bình thường, ừ. Trắng trẻo rồi ra dáng thư sinh lắm. À tức là em thích người thư sinh lịch lãm. Dạ. Em không thích bụi bặm, không thích người là đúng hip hop đó. Hip hop. Dạ. Động hip hop. Dạ đúng rồi. Rồi, sau khi mà ảnh nhắn tin cho em có nghĩa là có cái gì em cứ nhờ ảnh đúng không? Dạ đúng. Lúc đó là coi như là tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi. Dạ. Bao lâu thì mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau câu nói là tụi em bắt đầu quen nhau. 17 tuổi. Dạ đúng rồi. Thế thì cái tình yêu học trò của tụi em nó có đẹp không? Nói chung là rất là đẹp. Tại tụi em quen 7 năm thì mới tiến hành tới cưới. Thì trong 7 năm đó thì có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà đa số là vui. Và cưới nhau một cách êm đềm luôn, có sóng gió gì nữa không? Rồi sao đó là có khó khăn gì? Có hả? Có dạ. Sao? Mà gần cưới thì cũng cãi nhau. Em lại nói thôi không cưới nữa. Dạ thì em có nói với ông ngoại em là con thấy không ổn. Ông ngoại nói thôi tao thấy mày cũng còn nhỏ quá, thì thôi khoan đi, mày mời gia đình bên qua tao nói chuyện. Dạ thì em có gọi qua cho anh này, gia đình anh này qua. Dạ thì chắc là qua với một tinh thần rất là hồ hởi. Nhưng mà khi qua thì gặp ông ngoại em nói thôi nghen, ổng cưới gì nữa nghen. Ông nội kia ông ngoại nói là thôi từ từ đi anh. Rồi em kể tiếp nghe coi nó làm sao. Thì em chở ông nội qua để mà nói chuyện với ngoại. Ông ngoại nói là thôi hủy hôn đi. Cái ông nội mới bàng hoàng xíu và nói thôi anh cứ bình tĩnh đi. Thì tụi nó đã tính tới bước này rồi, tụi nó cũng quen nhau lâu rồi, giờ hủy hôn thì tội tụi nó, để tụi nó suy nghĩ thêm. Cái thế là em chở ông nội về. Về xong rồi cái quay lại em khóc sướt mướt luôn. Tại vì nghĩ là sắp có vợ rồi, giờ tự nhiên cái bị hủy hôn, buồn quá khóc. Một phần vì sắp mất vợ, một phần vì tiếc tiền nữa. Khóc không phải vì chia ly mà coi như là tiếc tiền quá. Để luôn à. Khóc quá trời luôn. Rồi sao nữa? Rồi sao cuối cùng lại có như có quỷ thiệt không hay là chỉ mới tới đó thôi. Vì mà em thấy anh khóc quá trời luôn, rồi ôm nhau giống như là mẹ con vậy đó. Thôi con đừng khóc nữa. Để mẹ tính lại. Dạ. Thì lúc là em cũng khóc với mẹ em luôn. Dạ không, em đứng em nhìn thôi, thì ảnh với mẹ em ôm nhau khóc. Hai hàng rồi. Để mẹ thôi. Rồi sao nữa? Thì thấy hai mẹ con khóc sướt mướt quá, cái ông ngoại cũng suy nghĩ lại và cho hai đứa tiến tới hôn nhân luôn. Bây giờ tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em lấy nhau được 2 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ hai bé rồi. Trời ơi. Em bé rồi hả? Trời dạ. Đất. Ôi trời ơi, thấy chưa? Hai bé mà phọt như người mẫu. Trời. Ghê thiệt chứ. Chắc tập dữ lắm luôn đúng không? Tập không? Dạ không. Sanh nó ra rồi chăm nó cực là tự động nó xuống thôi. Vậy hả? Ủa nhưng mà con em là đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tháng. Hả? 2 tháng hả? Dạ. Sao giỏi quá vậy? Ôi chạnh lòng quá. Thôi nghỉ, nghỉ. Không có không dẫn chương trình nữa. Đi vô mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá nhiều. Vô gym này nè, em hai đứa này được bằng như người ta không em nói? Trời ơi, tôi lớn tuổi hơn. Trời ơi. Thon rồi. Trời ơi. Người đàn ông nào là 40 mà dáng đẹp với mình. Trời đất ơi. À, đứa lớn bao nhiêu tuổi ạ? Dạ bé lớn được 1 tuổi rưỡi ạ. Có nghĩa là 2 năm hai đứa. Dạ đúng rồi. Cả... em ở riêng hay ở chung? Dạ ở chung với ba mẹ em. Sau khi lấy về chắc có lẽ là cuộc sống chắc cũng vui vẻ đúng không? Dạ không có gì. Chính xác. Em thấy là em cưới ảnh là chỉ may mắn một thôi, nhưng mà được vô gia đình như gia đình chồng em là may mắn tới 10 lần. Dạ tại vì ông bà cố rồi ông bà nội giữ cháu giúp em, thế em mới sanh hai đứa liên tục như vậy. Ừ, dạ. Vậy mà sao em nói em nuôi cực quá rồi em ốm? Dạ cái đó là ban đêm thì vẫn phải đưa về ngủ với mình chăm. Anh hỏi là vậy trong cái giai đoạn mà vợ em sinh con rồi chăm con á, vợ em có thoải mái không hay là có khi nào tức là có bị stress mà có bị trầm cảm sau sinh không? Tại vì nhiều khi cực quá đó. Dạ cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là quan trọng trong gia đình em, tại vì em là người sanh hai đứa đều bị hết. Sao em? Dạ thì vợ em giống như là cái tính tình nó thay đổi 180 độ trước với trước khi sinh luôn. Kỳ cục lắm, kỹ tính nè, rồi nhạy cảm nè,
Rất là khó chịu luôn, khó chịu trong mọi điều luôn. Tức là lúc trước khi sinh là không hề như vậy? Dạ không hề, rất là vui vẻ, háo hức chào đón cháu nó ra đời luôn. Ví dụ như thế nào? Tự nhiên sinh xong cái nhìn đâu cũng thấy vi trùng vi khuẩn á. Cái suốt ngày bắt em dọn dẹp hoài, đi làm về là phải dọn dẹp. Cái đó là bị hội chứng đó, chứ không phải là dặn, không phải là stress nữa. Lo cho bị một cái hội chứng kỹ. Dạ, dạ nhiều lắm. Rồi bắt em rửa bình sữa thì cứ lén nhìn hoài coi có bỏ qua giai đoạn nào không, sợ dơ con nó đau bụng. Dạ. Rồi đọc trên báo thấy không có vaccine tiêm cho con, mà trong khi đó con 2 tháng sau mới tiêm. Giờ không có đã khóc lo lắng ngủ không được luôn. Lo xa đúng không? Xa, dạ. Còn gì nữa? Rồi người thân đến thăm á, nếu mà lỡ nói gì mà động chạm nhẹ đến vợ em á, giống như là sao bé thế này, sao con không làm thế này, sao con không ủ ấm cho bé này nọ, là cái vợ em cũng buồn khóc nữa. Dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương. Còn gì nữa? Nuôi dẻ bắt em phải tẩy trắng sạch sẽ vậy đó. Phải tẩy bằng xà bông này nọ đàng hoàng, phơi khô lên, không được xài tùm lum tà la luôn. Đây là cái dạng là bị hội chứng sợ vi trùng á, tức là không có cái đó, giống như là có những người bị hội chứng sợ máu á. Dạ. Yeah. Anh thấy có nhiều bà vợ là sau khi sinh xong mà còn thay đổi tính, là nóng tính lên. Dạ. Vợ em có nóng tính không? Dạ có nóng tính lắm. Hai vợ chồng cũng cãi nhau, thì đợt đó là vợ em đập bể bình sữa luôn mà. Văng lum la cái em sợ quá cũng phải năn nỉ xin lỗi. Rồi cãi nhau nặng hơn xíu nữa thì đòi ẵm con đi. Rồi có lúc thì kinh khủng hơn thì đòi hai mẹ con nhảy lầu luôn. Trời ơi. Tức là cả hai bé em đều bị cái triệu chứng như vậy luôn. Mà em biết trước là mình bị, bình thường em rất là bình thường, nhưng em biết là cái thời điểm đó em sẽ như vậy đó. Em nhìn mọi thứ nó đem một cách rất là tiêu cực. Như vậy là có nghĩa bây giờ em vẫn còn đang bị? Dạ bây giờ thì nói ra thì tại vì bé mới 2 tháng rồi đúng nhưng không? Mà em bị như vậy là thường là 3 tuần cho tới khi mà ra tháng. Mà bây giờ hết rồi phải không? Dạ bây giờ hết rồi. Nhưng mà giờ thấy nụ cười tươi quá mà. Mẹ của em á có đồng cảm và có lên an ủi hay tâm sự với em không? Bé đầu thì chưa, mẹ chưa hiểu lắm. Thì lúc đó thì em với mẹ em cũng có hụt hẳn. Đỉnh điểm là mẹ em đã lên phòng và nói là sao suốt ngày con cứ khóc lóc hoài vậy? Nó dễ thương như vậy mà con vẫn cứ khóc lóc. Thì lúc đó em vẫn tiếp tục khóc. Em chờ ông này về dỗ em. Thì nói chung là lúc đó em nhìn cái gì thì nó cũng bi quan á, bi quan lắm. Bây giờ em nghĩ là em vẫn còn buồn cười mình nữa. Nhưng không, mà thật ra nó là tại vì á, biết mấy ông chị cũng có một cái thời điểm mà lúc đó là chị sanh xong rồi á, em biết là bắt đầu chị sợ chiến tranh nè, chị sợ bão lụt nè, chị sợ thiên tai, sợ lắm. Dạ, nhìn rồi. Đâu chị cũng sợ hết trơn á. Dạ. Tại vì mình cưng con mình quá, mình thương quá. Dạ. Cái bản năng bảo vệ của mình nó trỗi dậy á. Tại vì vậy nè, em biết không, lúc mà mình để con mình trong bụng á, mình yên tâm toàn phần bởi vì đi đâu mình cũng mang nó theo. Dạ. Và mình biết là mình đang bảo vệ được nó. Dạ, khi mình sanh nó ra rồi á, là tự nhiên mình cảm thấy nó bị tách khỏi cơ thể của mình á, là bắt đầu mình sợ. Dạ. Tụi mình sợ lắm, sợ tất cả mọi thứ luôn. Dạ, đó đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó, nó là như vậy. Dạ. Đó. Em cũng rất là mong mọi người sẽ quan tâm về... quan tâm đến vấn đề này. Dạ đúng rồi. Còn đứa thứ hai thì sao? Dạ tới đứa thứ hai thì gia đình em rành rồi. Biết rồi. Mà chắc có lẽ là em là người chia sẻ. Dạ đúng rồi, em giải thích cho mọi người. Em với vợ là làm tư tưởng cho gia đình trước. Thì cũng cái dịp hôm đó là có một người khác bị cái trường hợp nặng lắm, thì em mới dẫn chứng ra luôn. Cái gia đình em mới thấu hiểu và hỗ trợ tụi em trong việc chăm sóc con, để vợ em bớt phải suy nghĩ lung tung nữa. Anh hỏi em là trong cái giai đoạn mà vợ em á, bị những như thế đó. Dạ. Thì em có thể chia sẻ rằng là em giúp vợ mình vượt qua là như thế nào? Em rất là thấu hiểu vợ, em đem vào phụng sinh với vợ luôn. Em thấy vợ đau đớn này nọ nên em rất thương. Vợ có cọc cằn hay là có nóng tính, có đập đồ này đi nọ em cũng không có trách nữa. Tại vì em biết đó là cái người phụ nữ mà sau khi sinh á, người ta phải bị gò bó nhiều thứ lắm. Anh em thấu hiểu cái điều đó và thông cảm, rồi chăm sóc vợ nhiều hơn. Không, thực ra nếu mà những bạn trẻ nào á, mà chuẩn bị có em bé á, mà xem cái số này á, các bạn quan tâm một chút xíu nè, kể cả phụ huynh, hội chứng sau sinh là hầu như là bị hết. Và cái biểu hiện cũng như là những cái hành vi lúc đó của người mẹ á, nó sẽ tạo cho những người xung quanh khó chịu. Dạ đúng rồi. Đó, và từ cái khó chịu đó nếu như mình không đồng cảm, mình không chia sẻ thì nó sẽ tạo một cái hố sâu ngăn cách hơn nữa. Và từ từ cô lập cái người mẹ, và người mẹ sẽ đi đến việc trầm cảm nặng. Đó thì Vân thấy là mọi người nên để tâm đến những người mẹ mà sắp sửa sanh, nhất là những sanh đứa con đầu lòng. Tội nghiệp lắm. Dạ, đúng. Nhưng mà cũng chúc mừng em có người chồng quá thấu hiểu. Dạ. Thì kế hoạch hai đứa vậy là đủ rồi. Dạ. Dồn sức lại, chung tay lại để mà chăm con, nuôi con khôn lớn nha. Và lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng đẹp, có nụ cười tươi. Và hãy nhớ cái câu này rất hay. Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Dạ, cảm ơn chị.
em kêu khát nước quá, anh ca lăng anh khui chai nước cho em. Tự nhiên nhỏ bạn em chạy tới thay vì anh khát nước cho em mà anh lại đưa cho nhỏ bạn em chai nước mà định khui cho em. Dạ. Trời ơi, đưa cho con kia. Chuyện vậy là chị giận luôn đó, chứ đâu có lấy nhau như vậy. Không phải, tại vì thì hôm đó là mình hỏi một cái câu, em cảm thấy anh với lại người yêu cũ của em ai được hơn? Mình rất là mong chờ là anh được hơn, anh tốt hơn, anh gì cũng hơn hết trơn. Cuối cùng trả lời là người cũ của em được hơn. Vì cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Đứng hình luôn. Em. Dạ. Đây là vợ em hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bởi vậy chị mới phải ngậm ngùi trước khi hỏi. Đủ tuổi vị thành niên chưa? Dạ, em được 25 tuổi rồi chị. Em tên gì? Em tên là Phạm Nguyễn Hoàng Mỹ. Em công tác ở ngành nào? Em là nhân viên văn phòng của công ty nội thất. Ủa, Mỹ cưới anh, ông Mỹ lấy anh này lâu chưa? Dạ, cũng được 6 tháng à. Quá son đúng son không? Rồi. Son quá. Son này là son bóng luôn đó à. Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Tuấn. Em cũng là nhân viên văn phòng. Năm nay em 26 tuổi. Trời, hơn vợ có 1 tuổi hả? Bạn là chững chạc so với tuổi của mình. Trong khi vợ của bạn thì lại quá non nớt so với tuổi của mình. Bạn có cảm giác vậy không? Lâu lâu đi là nhìn tưởng hai chú cháu. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Hôm đó là em rủ một anh bạn đi chụp hình. Hai đứa hẹn với nhau là mỗi người sẽ dắt theo một người mẫu. Em dắt theo một người mẫu và anh bạn dắt theo vợ của em. Cái lúc đó vợ đi trễ cho nên vừa có xe là cười trừ, thấy nụ cười là mình kết liền luôn. Rồi sao, cái buổi chụp hình nó diễn ra như thế nào? Dạ, cái buổi lần đầu đi chụp hình thấy ảnh thì hơi già dặn, với lại nhìn cái mặt có vẻ là hơi đỉu đỉu sao. Không có tin tưởng lắm. Trong buổi chụp hình thì ảnh cứ chụp hình cho mình không à, thấy kỳ kỳ quá, không chụp cho cái cô kia mà cứ chụp cho mình, thấy cũng nghi nghi rồi. Xong rồi sau cái buổi chụp đó là còn chụp nữa không? Sau buổi đó thì ảnh có xin số điện thoại em hẹn uống cà phê. Khi mà nói chuyện thì mình cũng biết là cô này mới bị bồ đá, mình thì cũng mới vậy luôn. Hai người đồng cảm thôi, hai đứa mình quen nhau nha. Cuối cùng là cô không chịu. Lý do gì không chịu? Thì cũng mới quen nhau vài ngày mà anh đã ngỏ lời với em rồi, làm sao mà tin tưởng được. Vài bữa sau ảnh có rủ em đi chụp hình nữa, trong đó có một người bạn gái xinh lắm. Ảnh bữa đó cứ cầm máy chụp hình chụp cho nhỏ bạn em không à, lại bỏ rơi em. Rồi lịch sử lặp lại nữa. Rồi sao nữa cưng? Em kêu khát nước quá, ảnh ca lăng ảnh khui chai nước cho em. Tự nhiên nhỏ bạn em chạy tới thay vì anh khát nước cho em mà anh lại đưa cho nhỏ bạn em chai nước mà định khui cho em. Dạ. Đưa cho con kia. Chuyện vậy là chị giận luôn đó, chứ đâu có lấy nhau như vậy. Không phải, tại vì cái mẫu kia là mẫu mới, còn này là mẫu cũ rồi, cho nên là được ưu tiên đúng không? Khai thiệt đi. Lúc đó là em giống như phản xạ thôi, mà không biết suy nghĩ gì, mình đưa nước đại luôn. Sực nhớ là mình biết là mình bị hố rồi. Từ đó thì sao là mình cứ ngồi nhìn cái con này hoài. Đúng không? Anh bị hớ vụ đó xong rồi anh qua nói chuyện với em, nhưng mà em không đồng ý. Thế rồi tối nó gọi điện thoại nói chuyện cũng buồn. Vài ngày sau anh lại gây ngỏ lời với em nữa, nhưng mà em cũng không đồng ý. Hai lần. Lần thứ hai mình đi á là mình chuyển thật là anh quen cô nào anh cũng bị phản bội, anh cũng bị đá hết, anh rất là tội nghiệp. Nghĩa là dùng như khổ dục kế. Đúng rồi, khổ dục kéo là mà nó như khóc. Mà nó thiệt nè, họ nói thiệt nha, là có bị bồ đá thiệt không? Có bị bồ đá. Rồi bạn có tiếp tục theo đuổi chụp hình lần thứ ba? Lần thứ ba thì không có đi chụp hình. Thì lần cuối cùng này mình chơi một cái chiêu gọi là sau bao nhiêu năm đúc kết. Anh tỏ tình với em hai lần rồi, lần này thứ ba mà tỏ nó nhất quá tam. Mất quá tam. Lần này mà không được là anh bỏ luôn nha. Cuối cùng chịu. Tại sao lại chịu? Tại vì ngỏ lời cũng vài lần rồi, không chịu nữa thì mình hết người dẫn mình đi chơi rồi. Vậy hả? Mà cái người yêu mà bị bồ đá đó so với chồng của mình thì ai hơn? Em thấy là chồng em vẫn hơn. Vậy mà quen nhau được khoảng nửa năm. Thì hôm đó là mình hỏi một cái câu, em cảm thấy anh với lại người yêu cũ của em ai được hơn? Mình rất là mong chờ là anh được hơn, anh tốt hơn, anh gì cũng hơn hết trơn. Cuối cùng trả lời là người cũ của em được hơn. Lúc đó mình chưng hửng luôn, mình không biết sao luôn. Rồi cái cơn giận của em sao? Lúc đó là em không nói gì hết. Em bầm gan tím ruột đó. Đúng rồi, em đúng. Xong mấy ngày sau cô này biết mình giận nhưng mà không thèm gì hết. Cuối cùng 4-5 ngày sau em mới là người thôi anh hết giận em rồi, hai đứa mình làm lành nha. Tự giận rồi tự lành luôn. Dễ thương coi như là. Nhưng mà em có biết là em so sánh như vậy là làm cho bạn trai em tổn thương hay không? Thật sự thì ảnh là người nhiều điểm tốt hơn. Tại vì em sợ là ảnh sẽ tự cao, cho nên là em sẽ dìm xuống. Đó, thấy chưa? Có nghĩa là bên đây chơi chiêu thì bên kia cũng chơi sách vở đó. Chứ không có đơn giản. Làm sao nếu mà hỏi mà cổ mà nói anh hơn người cũ là em phải coi lại. Mà chị hỏi này, sau này lúc mà yêu nhau rồi á, có hay
kể cho nhau nghe là sao hay là có một lúc nào đó mình lạc lòng mình lại liên lạc lại với cái người yêu cũ của mình không? Lúc mới quen thì cũng còn liên lạc với người yêu cũ, lúc đó là muốn tặng một cái món quà cho vợ, nhưng mà nghe tin cô bạn gái cũ là có người yêu mới á thì không biết sao trong lòng nó cảm thấy rất là khó chịu, cái mình lại đem cái món quà đó lên nhờ cái cô bạn gái cũ gói giùm. Thì sau về hai đứa chắc với nhau nói là mấy món anh đừng làm như vậy nữa, xong không biết sao vợ phát hiện ra, vợ mới đem nguyên một cái laptop đùng đùng qua nhà mình mở ra, rồi mình không có chối cãi sao được hết trơn á. Mà tôi không hiểu tại sao ông nhờ chi, nhờ ác ôn vậy. Bao nhiêu người gói quà đẹp không nhờ đi nhờ người yêu cũ gói quà tặng người yêu mới. Em lý giải cái việc đó làm sao? Em cảm giác như là anh xem thường em vậy đó, tại vì em đang quen ảnh mà anh lại liên lạc với người yêu cũ. Giả sử là em lại liên lạc với người yêu cũ em thì sao? Em có nói gì với ảnh không? Dạ. Rồi anh trả lời làm sao? Anh kêu anh đòi chia tay với em. Lúc đó là mình biết là cho dù mình có giải thích như thế nào là vợ cũng sẽ không có hết giận. Mình đánh vào cái là biết vợ rất là thương mình, cho nó thôi em không tin tưởng anh, thôi hai mình chia tay đi. Mình vừa nói cái là vợ nói thôi em không muốn chia tay đâu, cái hai đứa làm lành luôn. Anh không ngờ đẹp và dịu dàng như thế này mà chấp nhận làm từ dưới. Không phải lấy là thế kèo trên mới được chứ. Rồi ai cầu hôn ai? Quen khoảng gần 2 năm, ảnh ngỏ lời cầu hôn với em. Em mới nói là phải cầu hôn thì em mới chịu. Ảnh mới dẫn em ra Phú Quốc, nhưng mà em không biết là ảnh đã chuẩn bị cầu hôn em tại đó. Gần cuối ngày về, ảnh hẹn em ra bãi biển. Mà cái buổi tối đó thì trời giông bão. Phim. Lúc đó là em dự tính đi dạy bơi biển một hồi mệt, quỳ xuống cầu hôn. Cuối cùng vừa ra sấm chớp ầm ầm bão, rồi ở ngoài khơi thì sét đánh. Vợ sợ quá không dám ra. Cuối cùng là dắt vô một cái nhà hàng gần bãi biển, mà mình cũng tưởng tượng là một cái nhà hàng có nhà có đồ. Cuối cùng vô nhà hàng tối thui không có gì hết, hai chồng ngồi đập mũi. Mất hết toàn bộ cái gọi là cái cảm xúc luôn. Nhưng mà có móc nhẫn không? Đành phải móc nhẫn ra luôn, em làm vợ anh nha. Rồi lúc đó em cảm xúc em sao cơ? Sao tự nhiên không khí mà nó lãng xẹt ra á, không có hấp dẫn. Rồi em thấy hơi cãi lấy lại em đi. Trời ơi, tự nhiên kế hoạch thì tự nhiên bị phá sản rồi. Thật ra thấy rõ ràng coi, người tính không bằng trời tính. Rồi bây giờ lấy nhau sao? Ai nắm tài chính? Là em à. Rồi một ngày là phát cho chồng bao nhiêu tiền? Không phát ạ. Ngày lên lương về thì đưa cho gia đình, còn dư một khoản thì sẽ gửi vô tiết kiệm của hai đứa. Vợ em là rất là đa nghi, lúc nào cũng là anh có quỹ đen phải không? Mặc dù là lương của mình bao nhiêu, tài khoản là nắm hết. Lúc nào về cũng lột bóp, nếu mà thấy dư nhiều hơn 500 ngàn là rút ra một nửa để vô ông heo. Vậy đó, nhưng mà để ông heo thôi. Đúng nhưng không? Nhưng mà nếu vậy không thì cũng không nói gì để nói. Mà vợ cứ hỏi là ủa sao anh không có tiền để mua quà cho em? Hồi xưa anh mua quà rất là nhiều, anh dẫn em đi chơi rất là nhiều. Giờ anh không mua gì hết chứ anh không thương em được hả? Vậy đó. Nhưng mà có quy định là mỗi một tháng là sắm sửa cho chồng cái gì không? Em thực dạng là hơi tiết kiệm, và ảnh thì vô phí, thích xài đồ hiệu nhiều hơn. Còn em thì không muốn như vậy, cho nên là ảnh cứ cầu nhau em về chuyện đó. Rồi ảnh có tật xấu gì nữa? Bây giờ tối không chịu đánh răng. Sợ hư răng hả? Dạ không, là em nghĩ là ngày đánh răng lần đủ rồi. Thôi người quá hư bằng chải. Hư bằng chải chứ không hư răng hả? Tiết kiệm giùm cho vợ đó. Vợ đánh răng ngày mấy lần? 2 lần. Chứ tưởng 4 lần là đánh giùm chồng. Rồi tật xấu gì nữa? Ăn rất là nhiều. Ngày là ăn 3 bữa, còn ảnh ngày ăn 4-5 bữa. Thật ra thì cái này là cái thói quen lúc mới lớn thì mình ăn rất nhiều, nên bây giờ mình ăn nhiều luôn. Mà vợ thì suốt ngày cứ cằn nhằn anh ăn nhiều như vậy là em không có để con cho em cho anh đâu, tại vì anh ăn hết của con luôn. Cứ suốt ngày nói vậy mà không chịu để con. Mình thì mình rất là muốn có em bé, nhưng mà vợ thì cứ không có muốn. Cái đó là cái điều mà em không đồng ý với vợ à? Dạ, tại vì cũng 26-27 tuổi rồi thì bây giờ có thì một sau này con lớn lên thì mình mới lo được cho con. Còn mà lớn tuổi quá thì sẽ không lo được cho con. Vợ còn tật xấu nào nữa không? Suốt ngày cũng muốn em 24-24 ở bên cạnh thôi. Tại vì vợ em tính thì cũng khá là nhút nhát á. Dù là gia đình của em thì cũng rất là thoải mái, rất là hòa đồng, nhưng mà vợ rất là tiếp xúc, giống như kiểu không dám nói chuyện vậy đó. Trời ơi, mà nhút nhát vậy mà dám tham gia chương trình này hả? Dạ, thực sự thì là mẹ chồng cổ vũ là hai vợ chồng đi thi đi, trúng thưởng để cho mẹ. Bây giờ em mới phát hiện là mẹ chồng em là rất là thích cái giải thưởng là miếng cước từ đầu. Tức là vì mẹ mà coi như là lấy hết sức bình sinh để đi tham dự cái chương trình này đúng không? Dạ. Chị nghĩ á, mẹ mong muốn á, hai vợ chồng em tham gia chương trình này á, muốn rằng á, là tụi em sẽ cởi mở với nhau hơn nè, dạn dĩ hơn nè, và sẽ có cháu mau mau cho mẹ. Chắc cái đó là cái điều mà mẹ muốn nhiều hơn hết. Dạ. Vậy giờ em có mong muốn chồng em thay đổi gì vậy? Ảnh sinh hoạt hơn và nghe lời em nhiều hơn, bớt chơi game đi và quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Hiện giờ là em quan tâm đến gia đình là bao nhiêu thời gian trong ngày? Khi mà về á là vợ bắt mình ở trên phòng, cái em là em ơi cho anh xuống chơi game tiếng, buổi tối mình lên nói anh mê game hơn là mê em.
Em mà em không chơi với anh nữa. Vậy đó. Ờ, nghĩ chơi. Vậy đúng rồi, nghĩ chơi. Rất là hay giận dỗi, với lại lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh 24/24. Nhưng mà nhiều khi sau này em còn cái sự nghiệp hay là những cái mối quan hệ công việc ở ngoài nữa, thì như vậy thì em sao không có đủ thời gian để cho để những công việc bên ngoài. Để làm cái công việc đó, đúng dạ, không? Thì em chỉ mong là vợ mở lòng ra chút xíu và có những cái cuộc nói chuyện với lại những người ở nhà nhiều hơn. Ừ, em thấy cái mong muốn của chồng em vậy là chính đáng. Cũng hơi hơi à. Thực ra cái đó là chính đáng đó em à. Dạ. Nếu mà bây giờ em thử biểu quyết coi thì toàn bộ khán giả dưới sẽ thấy rằng cái mong mỏi của chồng em rất là chính xác. Trời, cái đó là cái tương lai lâu dài đó cưng. Dạ. Bây giờ mình chưa có con á. Thì mình chưa thấy được cái sự nghiệp của chồng và những mối quan hệ bên ngoài của chồng á, là một điều cần thiết đâu. Đó. Còn về phía cái mong mỏi của chồng đối với em là em cởi mở hơn với mọi người trong gia đình á. Chị thấy cũng rất là đúng luôn. Mình sống trong gia đình của chồng mình á. Thì cái người mà để cho mình đẻ chia á, là má chồng đó, người đó gần như thay mẹ mình á. Suốt quãng đời còn lại sau này, khi mà mình cởi mở ra như vậy, hai mẹ con hiểu nhau, mọi sự thuận lợi nó sẽ đến với em rất là nhiều. Vừa được chồng thương, vừa được má chồng thương, gia đình chồng thương là một cái điều mà người phụ nữ nào cũng ước mơ. Đó, còn cái mong muốn của vợ đối với chồng thì em có... Em nghĩ là sau chương trình này sẽ cố gắng. Cái đó là không phải cố gắng mà phải làm liền. Đúng không? Đúng không? Xin cảm ơn hai em. Dạ. Đi Vũng Tàu chơi, ngồi trên chung xe thì sau đó thì trao đổi qua nói chuyện qua lại thì bắt đầu thấy, mặc dù ăn đầu là thấy chậm vậy nhưng mà nói chuyện rất là dễ thương. Mỏng nhẹ nhàng với hòa đồng dễ dãi. Lúc đó là hai người có ngồi gặp dễ dãi. Anh này nóng rồi, bực bội, em cũng bực bội. Cái anh này quát lên là anh mệt mỏi rồi, anh không muốn làm bạn trai nữa. Anh em cũng nóng không có kém, em kêu ừ mệt rồi thì thôi vậy thôi chia tay đi. Sao chia tay thì sao? Bỏ về hả? Nói chia tay xong thì cái em đóng, lúc anh đang mở cửa tủ anh lấy đồ. Cái đồ cái gì? Anh đóng cửa tủ em tặng cầm lại một cái. Dạ không làm anh trai em nữa. Xong cái móc trong túi là cái chứng nhận, anh cũng làm chồng em thôi. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn trẻ. Chào chị. Hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Võ Vạn Thành, còn vợ em là Lê Thị Hà Xuyên. Em công tác đâu? Dạ em đang làm ở một công ty bia. Còn em? Dạ em với lại ông xã thì làm trong công ty. Em làm kế toán, ông xã em làm sale. Hai người gặp nhau là chắc là đi nhậu hả? Hay là đầu tiên gặp nhau á là khi em vào thang máy của công ty á. Trong thang máy đó là có ba người cùng đi, em và một người bạn với vợ đây. Thì ấn tượng đầu tiên gặp á là cô này kêu lắm, nhìn thấy rất là thấy xinh đẹp nhưng mà kêu mặt nhìn trời lắm. Mà lý do tại sao mà nhìn lên trời mà không nhìn dưới đất kìa? Cũng phải là nhìn trên trời đâu anh, thế nhưng mà mình không để ý xung quanh thôi. Tại vì là ngày đi thang máy nhiều lần, gặp biết nhiêu lượt người mà hơi sức tao để ý cho mệt. Mà nếu mà để ý thì chắc là đã giết chúng anh nào rồi chứ không phải anh mạnh. Có nghĩa là nhờ cái sự mà ngước lên trời á thì mới tới tay ảnh. Vậy hả? Vậy là em phải cảm ơn cái sự mà chậm đó chứ bộ, đúng không? Thì sau cái lần đó thì em vô tình một lần á, thì là sếp em mới tổ chức một chuyến đi du lịch, đi Vũng Tàu chơi, ngồi trên chung xe. Thì sau đó thì trao đổi qua nói chuyện qua lại thì bắt đầu thấy, mặc dù ăn đầu là thấy chậm vậy nhưng mà nói chuyện rất là dễ thương. Mỏng nhẹ nhàng với hòa đồng dễ dãi. Lúc đó là hai người có ngồi gặp dễ dãi. Xong rồi cái đầu em triển khai theo cái là xin số điện thoại, cái tối về nhắn tin em đang làm gì vậy. Nhưng mà cái chính là em đã có ấn tượng gì với anh này chưa? Cũng nhắn tin qua lại rồi, cũng anh này anh cũng không có thể hiện rõ ràng là ảnh nói mình biết hay tỏ tình hay gì kia hết. Nhưng mà bằng cảm giác thì em cũng biết là ảnh thích mình rồi. Nhưng mà do là em thì không có thích con trai nhỏ tuổi hơn. Anh này nhỏ hơn em 1 tuổi. Có một lần á là có sự kiện làm trong công ty, vợ của một cái anh bạn ảnh sanh con. Thì anh này ảnh chứng kiến cái giờ phút đó thì ảnh nhắn tin cho em. Trong đó có câu anh nói là không biết sau này thì ảnh sẽ như thế nào, nhưng mà chắc chắn một điều là ảnh sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Đúng thì rồi. Đọc cái câu đó thì đúng mình rồi. Cảm thấy là đã bắt được cái nhịp của mình, là em mong muốn một người đàn ông chân thành. Tôi nhắc cho vợ trả lời lại là em đọc xong em muốn khóc. Có nghĩa là em đã bị gọi là ấn tượng vì cái tin nhắn đó đúng không? Dạ. Đó em thấy không? Có nghĩa là trong cái cuộc đời này nó nhiều những cái bất ngờ lắm.
mà đôi khi những cái bất ngờ nó làm thay đổi cả một cái suy nghĩ cũng như cả một cái gọi là cái tương lai của mình luôn á. Đùng một cái tin nhắn, 300 một cảm đồng xúc của người khác, 300 đồng thay đổi, 300 đồng thay đổi thì thay đổi một cái quan niệm về một cái người, với một cảm xúc của một người khác, thì tự dưng hai người cộng hưởng với nhau. Chắc có lẽ là sau cái tin nhắn đó là hai người đã bắt đầu dần dần bắt đầu là yêu nhau chưa? Rồi bao nhiêu lâu thì em cầu hôn? Thì đến mãi đến khoảng 6 tháng sau. Chắc có lẽ sẽ là một cái màn cầu hôn rất là lãng mạn giống như cái tin nhắn của bạn. Lãng xẹt quá. Một màn cầu hôn lãng xẹt chứ không phải lãng mạn em. Tin nhắn này là lãng mạn nhưng mà cầu hôn là lãng xẹt hả? Sao em sao? Đâu kể nghe nói cầu hôn lãng nhách á. Cái lúc đó thì đi Phú Quốc chơi, mà tự nhiên ra tới sân bay thì bắt đầu kiếm chuyện. Tính hai đứa thì nóng rồi mà cứ kiếm chuyện nghe lộn, cãi nhau tơi bời. Xong tới tối đi ăn về xong tình hình cũng vẫn căng thẳng, mà còn căng thẳng hơn lúc sáng nữa. Thế là anh này nóng rồi, bực bội, em cũng bực bội. Cái anh này quát lên là anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn làm bạn trai em nữa. Anh em cũng nóng không có kém, em kêu ừ mệt rồi thì thôi, vậy thôi chia tay đi. Sao chia tay thì sao? Bỏ về hả? Nói chia tay xong thì cái em đóng, lúc em đang mở cửa tủ, em lấy đồ. Cái đồ tính gì? Em đóng cửa tủ, em đặt đâm lại một cái. Giờ không làm bạn trai em nữa. Xong cái móc trong túi ra cái chứng nhận, anh cũng làm chồng em thôi. Wow. Trời ơi. Tại vì thực sự ra hay. Tại sao em phải làm như vậy? Thực ra những cái chuyện mà cãi vã là em cố tình em làm hết. Trước khi tôi xuống sân bay khách sạn á, là em cất đồ, cất cái chứng nhận kỹ càng hết xong rồi, thì cái đó em giả bộ làm cãi vã lung tung hết trơn. Xong là cho nó rất là tức nước vỡ bờ luôn, là làm vậy. Xong cái tiệm đột ngột không đổi, thì tự nhiên em nghĩ trong đầu là sẽ gọi, sẽ bất ngờ rồi rồi cuối cùng thì lúc đó em như thế nào? Em chân hững, không bất ngờ, không xúc động, mà cảm thấy là thất vọng. Ủa sao thất vọng? Bực bội, đang bực bội mà ít nhất thì cũng phải cầu hôn trong ánh nến lung linh của nhà hàng, hoặc ít nhất thì là vẫn phải giữa tiếng sóng mênh mông của biển, là đang đi Phú Quốc mà. Đằng này không là trường hợp là trong đó hết, rất là lãng xẹt như vậy. Em lúc đó em nghĩ trong đầu là vậy, tại em tính kỹ quá rồi. Xong tự nhiên đưa xong rồi nhận cái cầm ra, cũng cầm xong mặt nhìn em được bơ tơ. Ủa vậy là được cầu hôn rồi hả? Xong rồi cái đơ vậy, đơ 5 phút làm em cũng đơ theo luôn, em cũng thấy quê sệ rồi. Đứng đơ luôn, xong cái hỏi cái em mới ngồi, cái em thấy không gian im lặng quá, em mới phá mở không gian bằng câu thì có lấy không, không lấy trả thôi. Trời ơi. Cú xăng tô này quá mạnh luôn. Rồi sao lấy không? Lấy. Tụi em chắc là hay gây lộn nhau lắm phải không? Dạ đúng rồi. Chính xác. Để khắc khẩu. Thấy có vẻ khắc khẩu đúng không? Dạ. Nhưng mà hỏi thiệt nè, tức là một ngày trung bình tụi em gây lộn với nhau mấy lần? Ngày chắc phải 5 lần, trung bình 5 lần. Trung bình 5 lần một ngày. Và sau mỗi lần gây lộn thì bao nhiêu lâu thì quề lại với nhau? Dạ cãi xong quề liền. Quề liền. Rồi sau cái quề liền đó làm gì? Dạ. Là lại cãi tiếp. Nói chuyện cái hồi liền có vấn đề là khác, lại cãi tiếp. Cãi tiếp xong lại quề. Tới bây giờ thời điểm này tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 5 tháng. Vậy hả? Dạ. Còn khắc khẩu không? Dạ còn, mức độ tăng cường. tăng cường. Dạ. Nói thật luôn là lúc nãy mà trước khi ra ghi hình đây là vẫn còn cãi nhau á, vẫn còn nghe lộn không nói chuyện. Vợ em thì có một cái là hay nói nhiều. À, như là có một phụ nữ bao giờ cũng nói nhiều không, như là nói nhiều mà ví dụ có một sự việc, ví dụ dặn sáng mai 8 giờ đi làm, ví dụ vậy đi, cứ nói hoài tám mai là nó dạ hiểu. Dạ hiểu, bực quá. Dạ hiểu rồi. Dạ, à. Lúc đó thì mới chịu im. Lúc khi là em quát lên là mới chịu im. Trời ơi, quát rồi. Thì tại vì nói nhiều, em hít lằng nhằng, em hít nói đi nói lại. Tại vì em tính em nói một lần, ok em hiểu rồi, thôi. Hết. Làm như nói nhiều sướng lắm vậy. Nói nhiều cũng tốn calo, bực bội vậy. Nói chung không muốn nói nhiều thì dạ nói lần phải biết nghe đi, lần sau đừng có lặp lại. Điển hình lên, ví dụ đây. Đi tập thể dục. Xong cuối cùng làm sao ý em? Em nói là phải giữ sức khỏe, đi tập thể dục đi. Cái đó là vợ cũng muốn tốt cho chồng thôi, đúng không? Và hứa xong rồi đi tập. Mà em nói từ hồi em biết tới giờ tập chắc phải đã 5 môn là ít nhất. Mà một môn tập được chững khoảng tuần 10 ngày là bỏ. Rồi tới giờ này là nghỉ luôn rồi. Rồi em cũng hết nói nổi luôn rồi. Giờ coi như là không biết sao để thay đổi cải tạo nữa. Thì do công việc là do thời gian phải đi tiếp khách, phải đi qua 10 giờ sáng mới làm anh. Thì thời gian từ 5 giờ sáng đến 10 giờ thì mình đi tập thể dục chừng tiếng. Trong khoảng thời gian đó là dư sức luôn. Mà cái này chứng tỏ là không có quyết tâm. Hứa mà không có làm được. Đó, bây giờ chỉ cần tập thể dục thôi là một tật xấu nữa là thất hứa. Em hiểu không? Chị hỏi thăm tụi em nè, có khi tụi em yêu nhau được mấy năm thì quên người ta.
dạ. Cái thời gian yêu nhau đến khi cưới khoảng tầm 8-9 tháng rồi. Lấy nhau được 5 tháng rồi, năm ấy. Dạ. Vì chị hỏi thiệt nha, nếu như bây giờ trong trường hợp mà cứ cãi nhau một ngày 5-6 lần như vậy đó, thì hai bạn chịu đựng nhau được bao lâu nữa? Em nghĩ là chắc không được lâu. Cái vấn đề ở đây á, là cái nguyên nhân để đi đến cái việc mà cãi nhau quá nhiều như vậy. Bây giờ còn đang xong rỗi chưa có con này, còn có thời gian mà cãi nhau, còn có thời gian mà làm quề. Sau này có con rồi á, là cãi nhau á, là đi đến cái xung đột đỉnh điểm luôn. Thì cái đó nó hoàn toàn nó không hay chút xíu nào cho cái gia đình của mình. Dạ. Thì nó bây giờ này chỉ có thứ nhất là cái vấn đề đi nhậu khuya về. Thứ hai là bữa mà không làm. Ví dụ như theo chị là như vậy nè, cái chuyện thể dục thể thao á, là cái chuyện mà tự mình á, phải thấy cơ thể mình á, nó cần thiết cái nhu cầu đó. Thì là rồi em, tự em phải cố gắng. Cái cốt lõi bây giờ vấn đề về khuya. Sau cái buổi này tụi em về suy nghĩ lại yếu tố đó. Thì nghĩ sau đây hai vợ chồng nên có một cái buổi ngồi nói chuyện với nhau, để mà mình thỏa thuận với nhau về vấn đề giờ giấc của hai vợ chồng. Dạ. Để chi? Để mà cái tần suất mà gây lộn nó giảm đi, để nó tạo cái nền móng cho gia đình mà đón thành viên mới. Xin cảm ơn em. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị. Hết. Em nghĩ là tại sao mình rất là nhiều bạn gái, nhưng mà khi mình bị nạn thì lại một người không quen với mình mà lại săn sóc mình. Tự nhiên anh ngồi anh khóc. Em mới nghĩ trong đầu chắc là công tử bột đau quá khóc. À cũng xài chưa đến nữa. Dạ. Em cũng được ngã nữa. Dạ. Rồi tiếp tục là vẫn cứ quá trình của một anh chàng đào hoa nữa không? Quen nhau lại khoảng 3 tháng thì có một cô bạn thân mới. À. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. À, chị Hồng Vân nè, nhân dịp vợ chồng Son một số mừng xuân, em muốn hỏi chị là chị có một cái lời chúc nào đó gửi đến cho quý vị khán giả, đặc biệt là các cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Đối với em á, thì cái câu đầu tiên mà nó chợt nảy ra trong đầu em á, là câu gì? Ủa, em hỏi chị mà. Thì chị cũng muốn hỏi em để xem chị em mình có đồng cảm hay không. Làm việc với nhau một cái thời gian rất là dài rồi. Bây giờ thì giờ á, Hồng Vân với Quốc Thuận cùng nói chung một lúc xem là hai cái ý có giống nhau hay không nha quý vị. Mọi người đồng ý không? Vậy thì bây giờ ở dưới chúng ta đếm 1, 2, 3 để xem Thuận và chị Hồng Vân sẽ chúc cái gì nha. Nào, bắt đầu. 1, 2, 3. Sức khỏe và tình yêu. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, hai bạn giới thiệu về mình đi. Em tên là Mai Xuân Hiệp, 29 tuổi, em đang kinh doanh nhà hàng hải sản. Em là Giang Hồng Ngọc Nam, 27 tuổi, em làm nghề trang điểm. À, kinh doanh hải sản chắc có lẽ đi ăn ốc bởi vì mới gặp nhau đúng không? Dạ không phải à. Em hôm đó em đang đi chơi với bạn em trên đường, thì tình cờ em ngừng đèn đỏ, em mới nghe một giọng cười thật là lớn, lớn hơn cả cái tiếng còi xe của em. Trời ơi. Em mới ngạc nhiên, em quay lại em nhìn thì em thấy một cô bé rất là nhỏ con dễ thương trong một cái bộ váy màu hồng. Em cố tình em chạy từ từ lại cùng với người bạn chờ cô bé đó lên, thì em nhìn sang cô bé đó mới nhìn lại em, cười mỉm chi với em. Em mới thấy cô bé này dễ thương quá, em mới chạy theo em cua. Tại vì cô bé này người nhỏ nhưng mà cười không có nhỏ đúng không? Dạ. Lúc đó anh cười sao? Em cười. Đó ảnh mới lên ảnh hỏi em ơi em có tin là cái nụ cười của em mà gây tai nạn cho người khác hay không? Em xem hỏi ủa tại sao vậy anh? Anh nói tại vì em cười lớn hơn cái tiếng còi xe của anh nữa. Người ta không có nghe. Rồi lúc em có sốc không? Em thấy cũng bình thường. Thế này em thấy cô bé này cũng cá tính. Tại vì mình vừa mới nói như vậy rồi mà cô bé vẫn cười mỉm chi với em. Thì em chạy theo em cưa. Em mới mời cô bé này uống sữa đậu nành. Thì cô bé này mới nói là thôi em không đi đâu. Thì em mới nói tiếp là em cứ đi đi. Đôi khi á ly sữa đậu nành có thể thay đổi cả cuộc đời em sao. Trời ơi, tin dễ sợ. Rồi khi mà em nghe cái câu đó rồi quyết định đi liền không? Dạ không, em nghe em cũng không đi. Em cũng chạy đi về thôi. Mà ảnh đi theo cũng cưa thêm đoạn nữa. Em thấy cũng chịu khó em cho số điện thoại rồi chia tay nhau về. Rồi bao lâu thì mới gặp lại nhau? Khoảng một tháng. Em hôm đó em đang ngồi uống cà phê thì có một cái tin nhắn. Nội dung tin nhắn đây là số điện thoại này là số điện thoại mới của Ni,
thì em coi lại cái tên người nhắn tới là hi hi ha ha. Em mới sực nhớ tới, à cái cô bé mà Kỳ mình gặp ở trên đường có giọng cười to. Em mới nhắn lại em hỏi có nhận ra anh là ai không. Thì cô bé này mới trả lời với em đó là anh là Bùi Kiện phải không. Cái gì? Tại vì cái hôm đó em hỏi ảnh đó là tên gì để em lưu số điện thoại vào máy. Anh nói anh tên Kiệm. Em hỏi Bùi Kiệm hả anh? Anh cũng ừ. Ủa mà sao sao lý do gì em lấy cái tên là Kiệm? Tại vì em cũng có bạn gái rồi. À. Cũng muốn làm quen với bạn gái này nữa. Bởi vì em cho tên của người bạn sau lưng của em á, để khi mà lỡ em đang đi chung với người bạn gái cũ á thì bạn gái này có điện thoại tới á thì em nói nhầm số rồi. Trời ơi. À, có nghĩa là cái ông ở sau lưng mới tên là Kiệm. À. Rồi hai bạn chính thức là quen nhau khi nào? Cái lần đầu tiên mà đi chơi với nhau có kỷ niệm sau gì không? Sau khi mà em nhắn tin cho ảnh rồi, rồi cái buổi sáng đó là ảnh đang đi nhậu với bạn, ảnh lại gọi em ra. Em nói là em không ra đâu. Ảnh nói là em ra đi. Em nói em không biết đường. Ảnh mới nói là em đi taxi đến đi, anh trả tiền cho. Trời sốc quá. Dạ, em cũng không tính đi mà thấy sốc quá em ra coi thử coi chẳng như thế nào. Rồi sao nữa cưng? Em mới chạy ra em đón thì vừa một tay em chạy xe ra và một tay em nói chuyện với cô bé này thì khi chạy em bị té xe. Lúc đó em thấy anh cũng bị chạy chụa thôi nhưng mà tại vì máu nó lấm lem, em mới hỏi anh có sao không? Anh nói là anh không sao hết. Rồi lúc đó ảnh cầm cái chén lên, anh xúc đồ thì nó lại rớt cái chén xuống. Em nghĩ là chắc là gãy tay rồi. Em bắt đi khám, ảnh không chịu. Em mới nói vậy anh leo lên đi em chở cho. Em mới chở anh đến bệnh viện luôn. Em lo thủ tục các thứ, mọi thứ cho ảnh luôn. Nhưng mà sao ngộ ta? Sao lúc đó xe em không nhờ gia đình em chở em đi mà em nhờ cô bé chở đi? Thì em có liên lạc với lại gia đình và điện cho bạn gái cũ. Thì không ai tới hết, ai cũng bận việc hết. Em nghĩ là tại sao mình rất là nhiều bạn gái nhưng mà khi mình bị nạn thì lại một người không quen với mình mà lại săn sóc mình. Tự nhiên anh ngồi anh khóc. Em mới nghĩ trong đầu chắc là công tử bột đau quá khóc. Sau đó em mới nghĩ là ảnh tại vì là ra đón em cho nên bị tai nạn. Em mới tới nhà em chăm sóc cho ảnh. Rồi từ đó mới là nảy sinh tình cảm. Nảy sinh thôi, vậy thì bao lâu thì mới yêu? Tại ảnh hay tặng quà bất ngờ, những cái rất là lãng mạn cho nên em yêu luôn. Vậy thì những câu chuyện khi yêu sao? Quen nhau được 6 tháng thì em thấy cái tin nhắn của bạn gái cũ nhắn tới. Mà nhắn không có nhắn bình thường chị. Nhắn là mật mã IBCZ gì đó. Em mới nói là nếu mà tin nhắn bình thường thì tại sao phải nhắn mật mã. Em bắt ảnh phải gọi lại giải thích nói chuyện rõ ràng. Mà ảnh không chịu, anh nói em là nhỏ mọn quá. Mình quen mà. Thì mình cũng phải có chút xíu gì đó ga lăng với người bạn gái cũ mình kết thúc trong một cái sự tốt đẹp. Chứ đừng để cho người ta phải suy nghĩ về mình là còn cái gì đó. Rồi kết cuối cùng rồi sao? Dạ chị chia tao không có liên lạc. Sau đó là mới huề lại. Ủa mà sao huề? Cũng cái chiêu làm quà bất ngờ đó anh. À cũng xài chiêu đó nữa. Dạ. Em cũng gục ngã nữa. Dạ. Rồi tiếp tục là vẫn cứ quá trình của một anh chàng đào hoa nữa không? Quen nhau lại khoảng 3 tháng thì có cô bạn bạn gái mới. À có nghĩa là trong thời gian mà giận nhau đó là em đã kịp quen thêm một cô nữa rồi đúng không? Nó có giống lần thứ nhất không? Em không có biết. Ảnh nói với em là ảnh đi qua Campuchia làm công việc cho nên không có sóng điện thoại để liên lạc với em. Em cũng tin. Có một lần ảnh nói ảnh về Trà Vinh chơi với bạn thì vô tình em tìm được cái sim cũ mà trong cái sim cũ đó lại có cái số điện thoại anh ở Trà Vinh. Em mới gọi em hỏi là có anh đó ở dưới Trà Vinh chơi không thì cái anh bạn nói là không có. Chưa. Anh ấy tính không bằng trời tính. Rồi sao nữa cưng? Em mới lên kế hoạch em điện cho anh kia em là nói dối vợ em. Nói dối. Ông có bồ tôi không? Đúng không? Dạ. Ê cha cao cơ dữ ta. Em mới kêu ảnh á là gọi lại cho vợ em á là nói với vợ em là không biết em là ai nên không dám nói là Hiệp đang ở đây, tưởng là Hiệp đi chơi mà sợ bạn gái là điện anh hay ai không biết là vợ Hiệp. Nó nói như vậy. Chị rồi làm sao mà em phát hiện ra được? Một cô bạn gái đó tự động gọi cho em, tự khai hết từ A đến Z luôn. Em thấy chị đó kể thì nghe cũng tội nghiệp, giống như là anh này gạt, cũng giống như em bị gạt cho nên em muốn chia tay để nhường anh này cho chị kia mà anh không chịu. Rồi không sao? Chịu rồi làm sao? Em mới suy nghĩ, em cảm thấy không còn người phụ nữ nào mà hơn cô bé này nữa hết. Em mới quyết định là em đưa ba mẹ em sang nhà cô bé đó hỏi cưới. Hỏi cưới luôn. Trời ơi. Quá bất ngờ. Thì công nhận em chứ. Cũng bất ngờ hết hồn tại vì chưa có chuẩn bị gì hết mà được hỏi cưới như vậy đó. Rồi có đồng ý không? Cũng ừ tí. Có nghĩa là cưới nhau. Vậy thì anh muốn nghe những câu chuyện bất ngờ sau khi cưới. Sau khi cưới không? Đó. Lúc mà cưới về em cũng mới phát hiện là cực kỳ gia trưởng, khó tính. Anh nói cái gì cũng bắt em phải là nghe theo, phải là một người vợ hoàn hảo. Bắt em khi mà gấp khăn phải là gấp bốn góc bằng nhau. Ăn nói phải là ý tứ. Ăn cơm không được vừa cầm đũa vừa cầm thìa. Không được đưa cái tay ăn mà quá cái mặt. Ngồi ăn như tiểu thư. Bắt em đừng đi hai hàng. Rồi á, em thực hiện được mấy cái? Em thực hiện được 5 cái. Cái cuối cùng là cái nào? Dạ đi hai hàng. Không thực hiện được. Dạ không. Tại sao? Tại vì cái gì mình sửa được mà. Gen gia truyền nhà em là từ ông bà, cha mẹ, anh chị cũng đi hai hàng. Mà em đi 20 mấy năm rồi chứ em sửa đâu sửa được.
có câu chuyện gì nào mà cái lúc mà cái hình ảnh tướng đi hai hàng của vợ em nó đáng yêu vô cùng không? Dạ có anh. Bữa đó em đưa vợ em đi lên chợ Tân Bình để mua những cái thiết bị đang cho vợ em trang điểm. Trong chợ là những cái sạp nó kế nhau và cái lối đi nó rất là nhỏ. Vợ em thì đi trước, em đi sau. Rồi nó cứ đi thoăn thoắt. Em đi sau, em lụm hết cái này, lụm tới cái kia, cứ đi tới cái hàng nào là đồ của hàng đó rớt. Ủa là sao? Là đi hai hàng. Đi hai hàng. Trời ơi. Đi là có phải đi vào cái dịp Tết không? Dạ không, bình thường anh. À, như vậy đi cái dịp Tết chắc có lẽ là rớt hết nguyên sạp luôn. Rồi em lượm rồi sao? Thì em lượm lên, em máng lên giùm ta cảm ơn em. Mà người ta quay qua, người ta chỉ cô bé đó, nói nha, chợ nhỏ này sao nó đi tướng gì mà hai hàng, nó đi đụng đổ đồ, không biết nó lấy chồng nào. Em cũng nói theo, chợ cô bé này con nhà ai đi kỳ vậy, chứ em đâu dám nói chửi luôn em sao. À, không dám nhận là vợ mình sao bị chửi luôn. Dạ. Trời ơi, công nhận em anh hùng ghê. Em có phát hiện thêm một cái điều gì về vợ nữa không? Dạ có chị. Lấy cô bé này về ngủ thì xoay kim đồng hồ. Em mới nói thôi bây giờ về đi coi có sửa được hay không. Em mới nói thôi giờ anh buộc tay buộc chân em lại thử vài lần. Thật sự là em cũng muốn vợ chồng thay đổi cho nó phù hợp với nhau trong lúc ngủ. Khi mà anh chồng em anh yêu cầu em vậy đó, em cảm thấy như thế nào? Tự ái gì, cái gì cũng bắt mình rồi, bây giờ ngủ cũng không cho thoải mái nữa, bắt cột tay cột chân lại nên em giận, em bỏ về nhà mẹ em luôn. Cho anh hỏi nè, cứ mỗi lần giận vậy là bỏ về nhà mẹ hay sao? Dạ không, cũng không có, cũng phải tìm cách chứ chị. Em mới nói là bây giờ anh thay đổi đi, mỗi lần anh giận anh tức em á, anh đừng có chửi em nữa, mà anh phải nói là em đẹp quá, em dễ thương quá. Có em nói sao? Em nói nha, anh yêu em lắm, em đẹp lắm, tại chừng em đẹp lắm, em dễ thương lắm. Thấy không, cái tâm lý đó là như vậy. Thôi mà chị hỏi nè, cái đó là những cái bất ngờ của gọi là chồng á, khi cảm nhận được ở vợ. Nhưng mà còn em á, hiện giờ á, đối với em á, chồng em có những cái bất ngờ gì? Ngày trước anh không biết làm gì hết trơn á, tại vì có một cái biến cố xảy ra cho nên anh thay đổi tính tình từ đó. Hồi lúc mà mới cưới thì anh chỉ bắt em ở nhà chơi điện tử, vậy không cho đi làm. Nhưng mà em rất là thích đi làm cho nên em cố gắng em lén em đi làm, rồi em mới dành dụm tiền bạc này kia em giấu hết. Lúc đó làm ăn thất bại rồi ảnh mới suy nghĩ là đi tự tử. Trời ơi, gì bi quan dữ vậy. Lúc đó thì em xuống tận cùng vực thẳm rồi, tất cả mọi thứ em không ổn hết. Thì hôm đó em mới suy nghĩ đần độn tí xíu là em lên trên cầu em tỉnh tự tử. Thì em mới ngồi em hút hết một gói thuốc và uống một ly cà phê. Thì hút xong cái em cũng vừa tính nhóm chân để em làm việc đó, thì có hai người vịn vai của em mới giật mình lại. Thì là hai anh bảo vệ cầu, ảnh giữ em lại và ảnh phạt em cái tội xả rác. Phải không? Thì quá ra rồi sao nữa, hồi hộp quá. Rồi sau khi mà ảnh bị bảo vệ bắt á, thì chắc tỉnh rồi, đi về nhà. Hai vợ chồng nhau mới bàn bạc là giải quyết vấn đề. Anh không ngờ là những cái tiền mà hồi xưa ảnh cấm em đi làm mà lúc đó là em dành dụm để trả nợ cho ảnh, cho nên từ đó là ảnh bắt đầu thay đổi luôn. Quan trọng là có cho em đi làm không? Dạ, còn phụ giúp em nữa. Dạ, phụ giúp gì? Lúc đó là để trả nợ thì em có buôn bán, em bán sinh tố, bán phá lấu thì ảnh ra ảnh phụ. Cái việc như là từ trước đến giờ ảnh chưa làm. Chưa bao giờ làm vì ngày xưa là công tử chỉ mà. Giúp cô gái bạn chơi thôi. Bây giờ thì phụ vợ buôn bán, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ, giữ chén là làm hết luôn. Em hạnh phúc không? Thì bây giờ mọi việc ngày xưa vợ em làm cho em, thì bây giờ quán đó là em làm hết toàn bộ mọi việc đó cho vợ. Tất cả mọi việc mà em thấy hạnh phúc. Chị cảm nhận rằng bây giờ hai tụi em đang rất là hạnh phúc. Thế thì xin hỏi hai bạn là hai bạn có muốn hoàn hảo hơn không? Nếu như có thể thì em muốn vợ em trở về như lúc trước. Tại vì em thay đổi thì vợ em bây giờ lại thay đổi ngược lại là giống như em ngày xưa. Cái gì kỳ cục vậy? Em làm đúng á, vợ em nói sai em cũng phải nghe sai. Trời, bất ngờ. Bất ngờ nữa, như là bất ngờ cho tụi chị nè. Và bây giờ là vợ em hay lại em thương anh lắm. Thương anh lắm. Đó. Nói chung là tại vì... Hỏi thiệt em nè, hồi lúc mà chồng em á chưa thay đổi như bây giờ á, em có thấy khó chịu không? Rất là khó chịu. Em cảm nhận được cái điều khó chịu đó thì chị nghĩ rằng em phải cảm thông được cái cảm nhận của chồng em khi mà mình trở lại con người sau y bản chánh của anh ấy lúc trước chứ, đúng không? Và cái mong muốn của chồng em là hoàn toàn hợp lý. Qua cái buổi trò chuyện này chắc có lẽ là tụi em sẽ cảm nhận được rằng là trong gia đình mình ai cần phải thay đổi để cho cái gia đình mình nó sẽ hoàn hảo, đúng không? Nhân dịp đầu năm xin chúc cho hai bạn sẽ có một cái Tết hoàn hảo và một năm như ý nha. Xin cảm ơn.